Hello, hôm nay nó giải cục QM trend. Thì cục Q này nó giống giống như Q Mân Kỳ các bạn, QM, nhưng mà nó có khác chút đỉnh là nó màu sắc nó nhiều thôi. Với lại cái tâm mình do màu sắc nó nhiều quá, cái tâm nó định hướng. Ví dụ bây giờ mình muốn xoay cái mặt lại, mình xoay cái mặt, thì mình đưa ra đằng sau, 180 độ ra đằng sau, QI2 không, xuống xuống lên một lần. Rồi 180 độ ra đằng trước, xíu xíu lên 2 lần. Ok không? Xoay ra đằng sau lại, xíu xíu lên 1 lần. Rồi nào, xe đằng trước coi nè, không kéo không, cái mặt cũng xoay lại không, còn các mặt khác là bình thường hết, nhưng mà trên đây nó cũng xoay, không sao, chút xíu xem mình sẽ chuyển chỉnh lại thôi. Mặt sau là bình thường hết nè, tất cả các mặt đều bình thường, thì nó xem mặt này với mặt này. Ok rồi, khi mình muốn đổi hai cái tâm này á, đổi hai cái tâm này thì mình làm xuất sinh 1 lần, trắng với xanh thôi. Ok, đồng thời nó đổi hai cái tâm hai bên không, đổi hai cái tâm này đổi qua, đồng thời hai cái tâm mình swap qua. Nên là khi mình làm á, ví dụ mình muốn đổi hai cái tâm này mà mình giữ hai cái tâm, bây giờ mình nhìn tâm tím bên đây không, tâm tím ha, tâm đỏ bên đây không à, thì mình muốn đổi hai tâm này mà không ảnh hưởng sao á, thì mình móc ra đằng sau 180 độ không, là 1 lần. Đây 180 độ đằng trước là 1 lần. Bọc ra đằng sau làm lại 1 lần. Ok, hai tâm này đổi nhau, cái này giữ nguyên, cái này giữ nguyên, ok không? Mọi chuyện đều bình thường hết. Nhưng mà cái này nó có khó là nó dính như này, nó nhiều khi các bạn nhìn thấy nó khó. Đem bộ không? Đây, các bạn coi thêm các cục kêu khác không? Thì cục này mình dễ ngắn thôi, dễ. Thì các cục kêu khác nó cũng vậy, nhưng mà nó phức tạp hơn, dễ hơn gì nó cũng như đó các bạn. Nó chẳng qua mình nhìn màu, mình coi nó rất là khó khăn thôi. Giống như God Pyramid vậy đó, rất là khó. God Q rất là khó không. Đây như QM đầu tiên mình làm những cái viên này, mặt trắng trong một cái mặt trắng không, đây trắng này không, bây giờ mình có một viên trắng này rồi, chưa khó thì mình đưa lên. Bây giờ trắng xanh, bên đây trắng xanh không, trắng xanh đây, trắng xanh này nó ngược này không, đưa xuống từ bên này cho nó trống không, này trắng xanh mình xoay qua, nắm gì không, nắm chỗ này được không, xoay qua đưa lên, kẻ không xanh lại chỗ này. Thì hai cái đầu thì cũng đơn giản, trắng đỏ cho nó làm đây, mà cái mặt trắng nằm dưới, trắng nằm dưới đây không. Bây giờ mình quay lên đây, mình đưa lên đây, xoay qua đưa lên, kẻ không trắng này, trắng này bây giờ mình đưa nó lên đây nè, mình đưa nó qua bên này đi cho nó thuận tay này không. Bây giờ mình muốn xây mặt trắng á, xây 1 lần được lên à. Kệ không, rồi bây giờ nó trường hợp nó xây 4 5 lần nữa, thì mình làm gì nè, mình đưa xuống đây mà mình xây 1 lần thôi để cái viên này đừng có chạy à, mình đưa lên, mình đưa cái viên lại lại không, đưa xuống cái nữa, xây cái nữa được rồi. Cái hồng cái chỗ này nè, những cái viên này nè nó không có khớp, xanh trắng cam không, nếu bạn làm không khớp thì cái viên này nằm bên đây ha, dù màu xanh này nó không khớp với màu xanh trong á, màu xanh bên trong á, hoặc là màu cam bên đây nè, màu hồng hồng lợp bên đây không khớp, hồng lợp bên đây thì các bạn nên thì cái viên này nằm bên đây nè, nó cũng không sao, chút xíu mình xoay lại giống như thủ thuật hồi nãy mình chỉ không. Đây sau đây xong nó ấp xuống, bây giờ mình làm cái tâm, tâm này không, này xanh đỏ xanh không có nào chút nữa không. Bây giờ mình đưa đưa cái tâm đỏ này xuống, thì bây giờ bên đi lộn xộn mình đưa xuống bình thường 1 lần, cái không. Đây bây giờ còn lại là
còn lại bốn cái không, còn lại tím nè, tím đâu có khớp đâu, đỏ khớp rồi không, tím không khớp, xanh không khớp, tím không khớp nè, xanh không khớp nè, vàng không khớp. Bây giờ vậy nè, mình giữ cái tâm đỏ này không, mình đưa này xuống đây nè, tâm đỏ giữ không, đưa này xuống, ok không, mình đưa mặt xanh xuống đây nè không, mặt xanh bữa xuống đây, đưa này qua rồi xuống xuống đây một lần. Trả cái này về, ok à, đỏ giữ nguyên không, xanh ok, tím ok, xanh ok, dạ ok không. Có cái trường hợp á mà ba viên nó sai, mình sửa lại không, rồi mình làm lộn rồi đó, làm lộn các bạn. Mình muốn làm thêm một trường hợp nữa các bạn thấy, để nó ba cái tâm nó đều sai á. Nè, tím đúng không? Đây. Xanh đúng không? Xanh đúng hay là không? Tím đúng không? Giờ ba cái nó sai. Vàng sai nè, xanh này sai nè. Đỏ này sai nè không? Với lại bên đây xanh bên đây đỏ sai nè. Ừ, đỏ nằm xuống đây. Xanh qua đây, vàng ở đây. Không? Thì mình bẻ ra làm sao? Dạ. Làm sao không? Mình làm xuống xuống đây một lần. Thì để coi này không. Rồi làm sao? Vậy đi. Để hướng này. Không. Cái này là mặt đỏ không? Đây, cái này đúng rồi. Cái này đúng rồi. Ha, tím đúng này không? Trắng đúng không? Xanh đúng không? Bây giờ mình đưa mặt đỏ xuống. 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 Lên. Lên. Tỏ đúng không? Nhưng mà trắng nó nhảy nè, tím nó nhảy, mình bọc đằng sau. Rồi, lần nữa. Nếu nó còn ba cái tâm sai đó không, mình để thằng ngang kệ, xong không? Mình trả cái trắng về thôi. Kệ. Đúng. 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 Ok. Thì trường hợp có nhiều cái trường hợp á, mình xây luôn. Trường hợp này mình không có xây. Thì bây giờ mình coi cái nào mà nó xây nè, cái này nó không à, đỏ này nè, đó là nó xây ngược lại à, bây giờ mình về nè, làm tâm đỏ này xe đằng sau 180 độ à, xuống xuống lên một lần đây, 180 độ lần trước, hai lần. Bọc ra đằng chiều đằng sau lại 180 độ một lần. Đây. Ra đằng trước coi đằng sau. Coi ra sao. Ok ha. Tâm đỏ quay lại. Rồi tiếp tục, cái này đúng không? Cái những cái viên này nó tiệp đây nè, đúng hết rồi nè. Đúng. Đúng. Đúng, à trên này cũng đúng luôn ha. Nghĩa là các góc này nó đúng hết nè. À, các bạn nhìn thấy không? Bên trong đúng hết, là những cái viên này nó xây lại đúng chiều hết rồi. Nếu chưa xây cái nào mình xây lại cái đó y như hồi nãy mình xây cái tâm đỏ ha. Ở trên đây, trên đây các bạn tìm hai cái viên, cái này nó xây tới 4-5 nấc lận, là nó hơi khó, 3 nấc lận nó hơi khó hơn những cục kêu khác, nhưng mà các bạn cứ xây ha. Cái này xây ngược chiều đồng hồ nè, cái này xây ngược chiều đồng hồ nè, à, này ngược 2 nấc 1-2, cái này ngược này 3 mặt ha, 1-2-3, cái này ngược nấc đúng ha. Qua đây, cái này thuận nè, cái này thuận như cái đồng hồ một nấc nè, một nấc nè, từ đây qua đây một nấc nè, không nấc bự ha, cái viên cái miếng bự này nè, ha. Còn miếng nhỏ mình đừng có tính cho mất công ha. Mình tính ba miếng bự đi, cái này xây một nấc vô nè, không cái này xây một nấc vô, hai cái này xây cùng chiều cùng hướng cùng được cùng lần xây thì mình cứ để như mình xây ha. Xây 4 lần ha, xuống xây 4 lần thì mình sẽ lôi hai cái sau vô. Có thể mình xây một lần nó chưa có vô, mình cứ xây tiếp lần nữa. Có thể xây lần nữa nó qua đây. Cái viên này qua đây, xây tiếp lần nữa ha. Đừng có quan tâm là xây hướng chiều, mất công mệt lắm. 4 lần.
xuống, xuống, lên. Hai lần hay không? Ba lần. Bốn lần, ok không? Hai cái nó xây một cái này, đó không? Bây giờ mình làm một cái nữa. Bây giờ đừng để ý mất công lắm ha. Chiều nào mất công. Ok, vô hết không? Nó có đẹp không? Trắng nó vô tất cả không? Nó có cái phần này, nó có thêm cái phần này, nó nối vô làm hơi khó chịu chút xíu. Màu sắc nó hơi nhìn nó hơi kỳ kỳ chút xíu ha. Ra à, mình có để cái đường link của những cục này á. Thì thông thường những cục cơ bản mình giải rất là kỹ à, Q, V, Q 3x3, bao nhiêu giao mà giải tới 4-5 cục ship mod lần Winmi, Fixer, rồi Metamorphic, Acid, rồi cây cúc. Cục này mình giải tới 8-9 cục lần. Kuvi cũng vậy, rồi những cục cơ bản mình giải rất kỹ để các bạn chơi có nền tảng. Đa số tất cả các cục mình không bao giờ vượt qua cái cơ bản hết á. Thí dụ như Camolaji mình không giải 3x3, rồi những cục Camolaji nhỏ, Camolaji nhỏ nhưng mình cũng giải AI băng Nevis ha. Các bạn nhìn nhận Rubik này nó cũng dễ, nó thật sự chỉ nhìn màu thôi. Nó không khó bằng những cục như Crumble Heron, tại nó lẩm chẩm, nó lồi rồi quay góc cũng cực. Hoặc là kêu đồ đề cả Heron. Nhưng mà trên nền tảng cục này á là do cái cục kêu Minh Kỳ nó khoét vô đây thôi. Kêu được kêu extreme, thật sự không có extreme gì trơn á, rất là đơn giản. Nhưng mà cục này bạn Tấn Quyền gửi cho mình. Các bạn ấy hên mua được hàng chợ. Nó rẻ, có trăm mấy thôi. Đấy, còn nếu mà mua đúng cái của hãng Mifu á thì nó phải 400-450, rất là mắc. Rồi. Đơn giản ha. Mấy thủ thuật đó mình cứ ghi comment hết toàn bộ. Các bạn nắm thủ thuật đó, các bạn có thể chơi được cục này và tất cả các cục God Pyramid, God Skill. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.